Manchester City vẫn đang quá mạnh và giờ đây thì người hâm mộ đang mong đợi một cái tên đủ sức để đánh bại đối thủ này. Liverpool đương nhiên là một cái tên tiềm năng, nhưng mà ngoài Liễu Đoàn đỏ ra thì liệu còn một ông lớn nào nữa đủ sức để khiến cho thầy trò Pep Guardiola bị chấm dứt chuỗi chiến thắng đây? Nếu như đó không phải là Newcastle thì mùa giải này khả năng một cuộc đua song mã sẽ lại diễn ra giữa hai đội bóng vẫn được xem là mạnh nhất Premier League trong nửa thập kỷ vừa rồi mà thôi. Đội bóng của huấn luyện viên Eddie Howe đang bị đặt rất nhiều những nghi vấn sau chuỗi 3 thất bại liên tiếp trước chính Man City, Liverpool và rồi cả Brighton nữa. Đương nhiên, họ đã gây ra rất nhiều những khó khăn cho những nhà đương kim vô địch tại lượt trận thứ hai. Chỉ có điều là chất lượng tấn công thời điểm đó không đủ để chuyển hóa những cơ hội ít ỏi làm rực sáng bảng tỷ số. Sau ngày ra quân với 5 bàn ghi được vào lưới của Aston Villa thì chắc chắn khán giả của bầy chim ác là mong chờ nhiều hơn thế. Cái tên đã chơi rất hay để có thể xem như là duy nhất trong lượt trận với Man City đầu mùa giải chỉ có thể là hậu vệ đội trưởng Kieran Trippier. Almiron, Isaac, Gordon đều bị khóa thật chặt và thậm chí là những điểm chạm bóng còn là quá hạn chế để họ thực sự tạo nên một tầm ảnh hưởng nào đó. Rồi thì lượt trận trước Liverpool, Newcastle nếu như tận dụng tốt hơn những điểm chạm cuối cùng thì chiến thắng thuộc về họ đã là điều đương nhiên rồi, với lợi điểm hơn người từ sớm. Kịch bản ấy đẹp, nhưng thật tiếc là Darwin Nunez cho một ngày thi đấu lên đồng đã chuyển bại thành thắng cho Lữ đoàn đỏ. Đến khi gặp bầy chim mòng biển thì mọi thứ còn thê lương hơn thế. Và sau chuỗi 3 trận đấu liên tiếp trắng tay ra về tại Premier League thì đội bóng cán đích ở vị trí thứ tư mùa trước đang dần hồi phục với 3 trận liên tiếp không để thua trên mọi đấu trường. Họ vượt qua Brentford với tỷ số tối thiểu, cầm hòa đội bóng đã vào đến bán kết Champions League là AC Milan không bàn thắng. Và ngày thi đấu vừa qua thì xác lập lại thành tích làm bàn như trong trận đấu trước Sheffield Wednesday vào năm 1999. Mà cái thành tích này thì chắc chỉ có mỗi fan 20 năm trở lên của đội bóng Tân Thành mới biết được mà thôi. Trước những năm 2000 thì câu lạc bộ này là một tập thể rất đáng gờm. Việc có mặt ở khu vực top đầu là điều tất lẽ ngẫu. Họ từng có chiến thắng với tỷ số 7-1 trước Swindon Town và Tottenham từ năm 1994 đến 1996. Và cao điểm nhất thì là thắng lợi 8-0 khi đụng độ với Sheffield Wednesday. Nạn nhân trong một màn thị uy sức mạnh của Newcastle là một tân binh cũng đến từ thành phố Sheffield mà có biểu tượng là cặp song đao hải tặc. Năm ngoái thì đội bóng phải chịu thất bại lớn nhất là Bournemouth và cho tới thời điểm này thì một nạn nhân khác trong một ngày thi đấu tàn nhẫn lại được tìm ra. Đáng ra với sức sát thương hạn chế trong hai trận gần nhất thì đây là một kịch bản rất khó lòng xuất hiện. Thế nhưng rồi thầy trò Eddie Howe cứ khiến cho những khán đài tại Bramall Lane từ sự chật kín cứ neo người dần dần 10 phút một. Bàn thắng đầu tiên được ghi bởi Longstaff từ nỗ lực khống chế trái bóng ngay trên đường biên từ Gordon. Anh được tung vào sân theo diện bất đắc dĩ khi mà chân chạy cánh Harvey Barnes gặp phải chấn thương từ sớm. Một bàn rồi hai bàn và con số 3 hiện lên trên bảng tỷ số khi mà cuộc chơi còn chưa bước sang hiệp 2 nữa. Những người lập công cho bầy chim ác là tiếp đến gọi tên Dan Burn và Botman. Đây là những cầu thủ phòng ngự sở hữu chiều cao tốt và điểm kết nối thì đều được thực hiện bởi đội trưởng Trippier. Còn kịch bản quen thuộc thì vẫn là treo bóng bổng rồi đánh đầu. Đã 5 trận đấu trước đó mà Newcastle còn không ghi được một bàn nào từ những pha bóng cố định. Trận này thì họ làm một phát cho hai nháy và thật tội nghiệp khi mà thủ thành vẫn đang rất bùng nổ là Fotheringham. Anh chẳng thể nào gồng gánh đội bóng với những pha xả đạn từ cự ly ngay trước mặt cầu môn có hơn 5m như vậy. Với thế trận đó thì có thể sang hiệp thi đấu thứ hai, đội chủ nhà sẽ phải bừng tỉnh và ít nhất thì họ sẽ gây ra được những khó khăn cho đội bóng xếp hạng 4 trước. Hay ít ra thì huấn luyện viên Eddie Howe cũng nên giản lược đội hình đi một chút để đảm bảo chất lượng thi đấu trong những lượt trận tiếp theo nữa chứ. Thế nhưng 45 phút còn lại của cuộc chơi thì những diễn biến còn thảm họa hơn là hiệp 1 vẫn đang xảy đến trên sân vận động Bramall Lane ở miền Nam Yorkshire. Có cảm tưởng là những pha thay người của huấn luyện viên Paul Heckingbottom còn giảm chất lượng tấn công của toàn đội xuống ở mức thấp hơn. Cho đến phút 61 thì tỷ số của Man so tài đã là 5-0 rồi. Đến cái mức mà khi họ chạy ra khán đài ăn mừng ngay trước mặt những cổ động viên của The Blades, những vật thể bay không xác định đã được đáp xuống sân. Đến độ mà Liên đoàn bóng đá Anh phải mở một cuộc điều tra xem cầu thủ Elliot Anderson có gặp vấn đề gì không sau trận đấu cơ mà. Bàn thắng thứ 5 được ghi và 3 trong số đó thì người rót trà chỉ gọi tên đúng vị đội trưởng của Newcastle mà thôi. Kieran Trippier tạt rất hay, truyền rất chất lượng. Như những người đồng đội của anh thì ngày hôm nay cũng sở hữu phong độ cao. Những điểm chạm bóng cuối cùng chắc phải cỡ Courtois mới xử lý được. Ngay cả khi thay ra ngoài, những cầu thủ đã đều góp công vào những bàn thắng của toàn đội là Trippier, Almiron và Wilson ở phút thứ 70 như thường lệ. Trước một đối thủ đã không còn động lực chiến đấu, thì bầy chim ác là cũng chẳng khó gì để nâng kết quả của cuộc chơi lên đến 8 bàn không gỡ cả.
Những dấu ấn cuối cùng đến từ tình huống đánh đầu xuyên qua hai chân thủ môn của Bruno Guimarães và tình huống dứt điểm trận đấu thì đến thật nhẹ nhàng từ pha xử lý bóng bình tĩnh của bản hợp đồng bom tấn mùa giải trước Alexander Isak. Chiến thắng này dĩ nhiên chưa đủ để cải thiện vị trí quá nhiều cho Newcastle. Họ đã dịch chuyển lên hạng 8 với 9 điểm có được, cùng hiệu số bàn thắng bại lần lượt là 16 và 7. Họ đang ngồi lên trên Manchester United và sẽ cần phải tiếp tục tiến đến nhiều hơn những chiến thắng để có cơ hội lọt vào khu vực trước mắt là cho 5 đội mạnh nhất. Với liên tiếp những trận đấu thành công dạo gần đây và 3 lượt trận gần nhất thì thậm chí không phải nhận bàn thua nào, thầy trò Eddie Howe đang được đặt lên vai trọng trách phải trở thành kẻ ngáng đường trước đối thủ là Manchester City. Họ đã là bại tướng trong ngày thi đấu thứ 2 tại Premier League và cơ hội để có một màn phục thù từ rất sớm sẽ đến tại Carabao Cup. Rõ ràng rằng nhà đương kim Á quân giải đấu này sẽ có tham vọng lớn hơn so với đội bóng giành được hẳn 3 cái cúp lớn mùa trước. Thêm vào đó thì họ đang sở hữu lợi thế sân nhà, một nơi thường xuyên chứng kiến những kết quả tốt từ sớm. Chỉ cần tránh mắc phải những sai lầm như trong lượt trận với Liverpool khi bất ngờ khinh địch, hoàn toàn có khả năng mà đội chủ sân St. James Park sẽ cắt đứt được chuỗi trận toàn thắng của đội bóng số 1 nước Anh thời điểm hiện tại. Ngay cả việc xét đến ngày thi đấu thứ 2 khi mà chiến thắng sau cùng nghiêng về Manchester City, thầy trò Pep Guardiola chỉ có được đúng một bàn để giải quyết cuộc chơi. Mà thực tế thì nó lại đến từ khoảnh khắc cá nhân thiên tài của Julian Alvarez. Họ đã gặp phải rất nhiều những khó khăn để giải quyết khối phòng ngự sâu và khả năng pressing giữa sân đến từ những vị khách thời điểm đó. Trong bối cảnh mà Erling Haaland dù vẫn ghi bàn thường xuyên, nhưng đóng góp của anh thì bắt đầu giảm hơn so với mùa trước. Thêm vào đó thì Rodri cũng sẽ bị treo giò ở trận đấu trong nước này, cơ hội đang mở ra cho Newcastle. Bản thân thì đội bóng xếp hạng 4 mùa trước đang có trong đội hình một dàn nhân sự tương đối đồng đều và khả năng đảm bảo đầu ra bàn thắng thì vừa mới được khẳng định chẳng lâu. Huyền thoại của Liverpool là Michael Owen đã buộc phải dành lời khen ngợi cho hai tiền đạo của Tân Thành là Wilson và Isak. Bạn có thể tranh cãi về việc liệu rằng Newcastle có đang sở hữu hai cầu thủ dứt điểm tốt nhất giải đấu này hay không. Chỉ là khi tôi nhìn thấy họ gần cầu môn thì tôi nghĩ chắc chắn đó là bàn thắng rồi. Tất nhiên, còn có Erling Haaland nữa, anh ấy cũng ở đẳng cấp đó. Nhưng tôi nghĩ không có nhiều những cái tên hiện ra mà sở hữu sự toàn diện của những chân dứt điểm như cặp đôi của Newcastle này cả. Liverpool đương nhiên vẫn được xem là đối thủ sừng sỏ nhất và xứng đáng với vị thế của Man City trong một trận đấu. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của giai đoạn cuối tháng 11. Còn ngay trước mắt thôi thì Newcastle và Man City sẽ được tái đấu. Lần này là trên thánh địa của bầy chim ác là. Đội bóng này đang sở hữu phong độ rất tốt với chất lượng thi đấu dần trở lại. Trong khi đó thì Pep Guardiola cùng với các học trò đang gặp những vấn đề trong khâu tổ chức và cùng với đó là cả những thiếu vắng nhân sự vô cùng quan trọng. Thời điểm này, Man City vẫn đang quá bản lĩnh và chắc có lẽ chỉ có một đội bóng như là Newcastle mới có thể khiến họ bị cắt đứt mạch thắng mà thôi.